được ra thế nào khi ta mới chuyện đại học đau đau gắt. Mới năm miệng mài kết quả đảm hại và làm cho cha mẹ cáu gắt. Còn đâu tiếng lơ màu hồng con đường chạy vào mình sẽ vấy ra cất thôi. Còn đâu những người nở trên đôi bờ môi đều con của mẹ đã lại thật rồi. Không còn rơi không còn lo cha thu vào mối công việc đầu tờ từ đã đi phu say. 70/7 hào sướng ngon say con ai trên đây lý trí ngủ dậy vẫn chờ ta cả cha và mẹ vẫn thế người ta hoàn thiện ước mơ. Người xa nuôi ta dạy ta chờ ta đỡ ta người ta cứ thích chạy trước cơ mơ vẫn mơ hai ta tưởng không được phép đi sai. Một là tiếp tục nguyện vọng hai hai đặt cố mà ô để năm sau thi lại. Nhưng rồi mình vẫn lại đã đến trong một trường dạy báo điểm đau thương dự bị đại học dân tộc trung ương bàn tay mới để đưa ta qua được cho đời đời của ta còn rất xa. Nỗi niềm đau thương này thật xa vững tâm ta đi bước thành phố và văn đông mới là mời giúp ta cất bước qua và ta lại bước đến nơi ước mơ màu hồng vinh quang vẫy gọi người ta hưởng hiện ước mơ của chính mình đã cách không còn bao xa. Nhớ ông dưỡng sớm mai, nhớ cả tiếng ve của tiếng ngày, nhớ chị quản sinh quan.